Hello cả nhà, bên em chuẩn bị đang hoàn thiện một số cái dòng máy lọc không khí bù ẩm diệt khuẩn đến từ thương hiệu Sáp nhé. Hiện tại em đang có hai cái dòng là dòng Sáp Tháp các bạn nhé. Này có màu trắng và màu đen, ion 7000. Đấy. Và ngoài ra thêm có một cái dòng Sáp ion 25000, dòng gọi là dòng đĩa bay phim bấm cảm ứng nhé. Thì cũng có màu trắng và màu lâu và màu trắng. Đang chuẩn bị lên hình cho anh em. Thì mình quay trước, anh em nào có nhu cầu thì báo mình sẽ cho chi tiết hình ảnh kèm báo giá luôn cho anh em. Có cả dòng Daikin đồng hồ đây, đây lên được một em. Còn đa số là các dòng Sáp Tháp và dòng Sáp cảm ứng ion 25000 nhá. Đây, thì lên video trước cho anh em nào có nhu cầu thì báo em trước, thì em hoàn thiện xong. Test mọi chức năng hoàn hảo, đổi nguồn, thay hệ thống màng lọc hết mới. Sẽ test và quay video luôn cho anh em. Anh em cần sản phẩm alo cho mình cho số điện thoại 0979 665 264 hoặc 0934 230 664. Ok, xin chào anh em ở những video sau.